mừng tất cả các bạn đến với phần tin tức nóng chọn lọc của mình đầu tuần thứ hai ngày hôm nay nhé. Thì hôm nay cũng là đầu tuần thì mình cũng xin chúc các bạn có một ngày đầu tuần thì là vui vẻ, thật nhiều niềm vui cũng như thật có thật nhiều năng lượng để bắt đầu một tuần làm việc mới gọi là tốt đẹp và may mắn nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến bản tin đầu tiên như cả nhà. Tài liệu mật của Mỹ nêu điểm yếu trong lưới phòng thủ Đài Loan. Báo cáo mật của Lầu Năm Góc đánh giá phòng không Đài Loan khó ngăn không quân Trung Quốc chiếm ưu thế trên không nếu xảy ra xung đột. Các đánh giá trong báo cáo của Lầu Năm Góc nằm trong loạt tài liệu mật bị rò rỉ gần đây cho hay giới chức đảo Đài Loan hoài nghi khả năng hệ thống phòng không của họ có thể phát hiện chính xác các vụ phóng tên lửa của quân đội Trung Quốc. Theo báo cáo, phòng vệ Đài Loan có thể mất một tuần để chuyển tiêm kích đến nơi trú ẩn mới, khiến họ đối mặt nguy cơ lớn nếu quân đội Trung Quốc mở đợt tập kích tên lửa như trong cuộc diễn tập mô phỏng gần đây. Trong khi đó, chỉ hơn một nửa số máy bay trong biên chế lực lượng phòng vệ Đài Loan khả năng tác chiến đầy đủ. Các tài liệu cũng đánh giá trong trường hợp nổ ra xung đột, không quân Trung Quốc có cơ hội tốt hơn trong kiểm soát vùng trời trên và quanh đảo Đài Loan. Giới chức hòn đảo nhận định kiểm soát vùng trời có thể cho phép quân đội Trung Quốc mở chiến dịch tấn công qua eo biển. Một đánh giá của tình báo Mỹ lưu ý Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc phụ trách khu vực eo biển Đài Loan đã tăng cường sử dụng phà dân sự trong các đợt diễn tập trên biển. Điều này khiến cộng đồng tình báo Mỹ dần mất đi khả năng phát hiện hoạt động bất thường hay công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiến công đảo Đài Loan của quân đội Trung Quốc. Trong một số tài liệu bị rò rỉ, Lầu Năm Góc còn nhận định về tình trạng sẵn sàng của phòng vệ Đài Loan trong tình huống nổ ra xung đột. Theo học thuyết hiện đại, phòng vệ Đài Loan sẽ khai hỏa hai tên lửa để đối phó với mục tiêu. Điều này khiến lực lượng của họ bị áp đảo trước hỏa lực quy mô lớn của quân đội Trung Quốc, vốn sở hữu nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắm. Các chuyên gia của Lầu Năm Góc đánh giá, các cuộc diễn tập cảnh báo tấn công tên lửa của đảo Đài Loan thường diễn ra theo một kịch bản vạch sẵn và không phù hợp để định hướng giúp chức quân sự và người dân trên hòn đảo chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống thực tế. Cục tình báo liên quân thuộc Lầu Năm Góc còn đánh giá lực lượng phòng không của đảo Đài Loan thiếu bức tranh tác chiến toàn cảnh, đồng nghĩa họ không biết rõ vị trí của các đơn vị tại một thời điểm cụ thể. Phòng không Đài Loan cũng không có hệ thống chống trùng lập mục tiêu, khiến họ có thể khai hỏa cùng lúc nhiều tên lửa và một máy bay đối phương. Một tài liệu khác đánh giá, chỉ huy phòng vệ trên không Đài Loan có thể ngần ngại ra lệnh giao chiến máy bay có người lái của quân đội Trung Quốc do e ngại leo thang, dù đã nhận lệnh tấn công phủ đầu hoặc tiêu diệt mối đe dọa sắp xảy ra trên không. Giới chức Đài Loan tháng 12 năm 2022 thông báo kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên 1 năm, bắt đầu từ năm 2024. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá điều này không cải thiện đáng kể năng lực phòng không của Đài Loan. Tình báo Mỹ cũng nhận định việc quân đội Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự bên đảo Đài Loan làm suy yếu khả năng theo dõi chính xác những gì và là hoạt động bình thường và đâu là leo thang, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Một báo cáo cho biết, trong trường hợp nổ ra xung đột tại eo biển Đài Loan, Trung Quốc rất có thể dùng năng lực không gian của họ để vô hiệu hóa vệ tinh và khả năng thu thập thông tin tình báo của Mỹ. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói cuộc tập trận là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Chính quyền Đài Loan chỉ trích cuộc tập trận gây bất ổn trong khu vực nhưng tuyên bố sẽ không có hành động khiêu khích hay làm leo thang căng thẳng. Tin tiếp theo là một tin cập nhật về chiến sự của Nga và Ukraine hiện tại. Đặc vụ Ukraine có thể tự ý tập kích máy bay mất thần Nga ở Belarus. Đặc vụ Ukraine nằm vùng đã hành động trái lệnh Tổng thống Zelensky khi tập kích máy bay A-50U Nga ở Belarus, theo tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ. Thông tin về cuộc tập kích được truyền thông Mỹ phát hiện cuối tuần trước nằm trong báo cáo tổng hợp của Trung tâm Tác chiến An ninh Quốc gia thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Cũng là một trong hàng loạt tài liệu đóng dấu tuyệt mật của tình báo Mỹ bị rò rỉ suốt nhiều tháng qua. Theo tài liệu, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU Vasil Maliut ban đầu đề xuất sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để tấn công máy bay Nga đồn trú tại Belarus. Tuy nhiên, ông sau đó quyết định sử dụng loại máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ để thực hiện nhiệm vụ này vì tình báo Ukraine có đặc vụ nằm vùng ở Belarus. Maliut cam đoan với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo cấp cao bằng rằng vụ tấn công sẽ được coi là hành động phá hoại hợp pháp nhằm vào lực lượng Nga nếu không có công dân Belarus nào bị thương vong. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và các cố vấn lo ngại rằng động thái có thể thúc đẩy Min tham gia chiến sự cùng Moscow. Theo lệnh của ông Zelensky, Giám đốc SBU đình chỉ kế hoạch tấn công,
nhưng vụ tập kích nhắm vào máy bay A-50U của Nga ở Belarus cuối cùng vẫn xảy ra. Malius sau đó giải thích với ông Zelensky rằng đặc vụ nằm vùng tại Belarus đã tự ý tiến hành tập kích máy bay mà không có sự chỉ đạo của FBO, tài liệu lò rỉ có đoạn. Phe đối lập lưu vong Belarus hôm 26 tháng 2 nói rằng nhóm dân quân chống chính phủ đã dùng Laycam tập kích và phá hủy hoàn toàn phi cơ quân sự trị giá hơn 348 triệu USD được Nga triển khai ở căn cứ Machilinchai gần thủ đô Minsk, ám chỉ mục tiêu là chiếc A-50U được mệnh danh là máy bay mắt thần của Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alensa Lukashenko nói phi cơ chỉ bị xây xước bên ngoài trong vụ tập kích được thực hiện bằng một UAV nhỏ. Ông tuyên bố lực lượng an ninh Belarus đã bắt công nhân Ukraine Nikolai Vet và 30 đồng phạm, cáo buộc FBO và cơ quan tình báo trung ương Mỹ bí mật triển khai chiến dịch tập kích nhắm vào Belarus. Hình ảnh vệ tinh và video do Bộ Quốc phòng Belarus công bố sau đó cho thấy máy bay A-50U đã rời căn cứ ở Belarus dường như trở về Nga để sửa chữa. Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus hôm 3 tháng 4 thông báo toàn bộ 31 nghi phạm có nguy cơ đối mặt án tử hình với cuộc cáo buộc tấn công khủng bố của tổ chức. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ làm nơi triển khai lực lượng tham gia chiến dịch tấn công vào Kiev hồi tháng 2 năm 2022, nhưng Minsk không trực tiếp tham chiến hoặc gửi quân hỗ trợ lực lượng Nga. Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại Belarus có thể tham chiến cùng Nga, mối đe dọa tiềm ẩn buộc Kiev chuyển hướng quân sang bảo vệ miền Bắc, trong khi tiếp tục giao tranh với Nga ở miền Đông và miền Nam. Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus sẽ chỉ tham chiến nếu nước này bị Ukraine tấn công. Bản tin tiếp theo là bản tin xoay quanh vụ gọi là vật thể lạ được ném vào Thủ tướng Nhật vào hôm qua. Nhật phát hiện thuốc súng tại nhà nghi phạm tấn công thủ tướng. Cảnh sát phát hiện bột nghi là bột thuốc súng tại nhà nghi phạm ném bom khói vào thủ tướng Kishida. Sau 8 tiếng lục soát ngày 16 tháng 4, cảnh sát phát hiện chất bột bị nghi ngờ là thuốc súng, ống kim loại và nhiều công cụ tại nhà nghi phạm Yuri Kishimura, 24 tuổi, ở Kawaniki, tỉnh Hyogo. Họ đang phân tích điện thoại và máy tính của Kimura để tìm manh mối. Cư dân địa phương đã được sơ tán tạm thời vì nguy cơ cháy nổ. Hôm 15 tháng 4, Kimura ném bom khói về phía một nơi Thủ tướng Fumio Kishida chuẩn bị phát biểu vận động tranh cử tại cảng cá Sakayaki, thành phố Wakayama ở tỉnh cùng tên. Ông Kishida không bị thương. Kimura bị bắt với cáo buộc cố ý cản trở quan chức làm việc. Nghi phạm tới nay vẫn từ chối khai báo động cơ tấn công. Kimura đã được chuyển tới cơ quan công tố Wakayama sáng nay. Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm các bộ trưởng khí hậu và năng lượng G7 nhóm họp tại Sapporo, thành phố miền Bắc đất nước, và một ngày trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7 ở thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno hôm nay thông báo đã yêu cầu cảnh sát trên toàn quốc tăng cường an ninh ngay lập tức. Các sĩ quan cần tăng cường tuần tra và canh gác, đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, ông Matsuno nói. Thì xoay quanh cái việc mà gọi là Trung Quốc tập trận gần Đài Loan cũng như là có những cái vùng cấm bay ở gần đảo Đài Loan, thì khu trục hàm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, tàu khu trục USS Milwaukee của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vài ngày sau khi quân đội Trung Quốc tập trận quy mô lớn trong khu vực. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milwaukee đi qua eo biển Đài Loan hôm 16 tháng 4 tại khu vực áp dụng quyền tự do hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế và không nằm trong lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ra thông báo cho biết hôm nay. Hải quân Mỹ khẳng định hoạt động này thể hiện cam kết của Washington với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở mọi khu vực được luật pháp quốc tế cho phép, thông cáo có đoạn. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc thông báo đã theo dõi và bám sát khu trục hạm Mỹ trong hành trình qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc từ lâu tuyên bố eo biển Đài Loan không phải là vùng biển quốc tế mà là một phần vùng đặc quyền kinh tế của họ, cho rằng các tàu quân sự nước ngoài bị hạn chế hoạt động ở khu vực. Bắc Kinh nhiều lần phản đối Washington điều tàu chiến đi qua eo biển, nhưng thường không tiến hành các biện pháp ngăn cản trên thực địa. Chuyến di chuyển của tàu khu trục USS Milwaukee diễn ra gần 2 tuần sau khi quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại các khu vực quanh đảo Đài Loan. Cuộc tập trận là phản ứng của Trung Quốc với cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4, đợt tập trận huy động nhiều lực lượng của Trung Quốc, với kịch bản phong tỏa vùng biển và mô phỏng tập kích hàng loạt mục tiêu trên đảo Đài Loan.
Có thời điểm quân đội Trung Quốc chỉ triển khai hơn 100 máy bay và tàu kiến chung quanh hòn đảo, trong đó có 54 phi cơ vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói cuộc tập trận là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng Ly Khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Chính quyền Đài Loan chỉ trích cuộc tập trận gây bất ổn khu vực nhưng tuyên bố sẽ không có hành động khiêu khích hay làm leo thang căng thẳng. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ những người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Giới lãnh đạo Mỹ thừa nhận nguyên tắc một Trung Quốc, song vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan. Washington chủ trương ủng hộ quyền định đoạt tương lai của người dân hòn đảo, đồng thời gia tăng bán vũ khí để giúp Đài Loan củng cố năng lực phòng thủ. Thường lệ cũng như trong các bản tin khác thì bản tin thứ 5 là bản tin cuối cùng trong ngày. Trong cái bản tin của mình hôm nay cũng là bản tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất và gọi là hồi hộp ly kỳ mà hay nhất. Và để biết được bản tin thứ 5 của mình là bản tin gì thì chúng ta bắt đầu luôn ngay bây giờ nha mọi người. Mỹ, Nhật, Hàn diễn tập đối phó tên lửa Triều Tiên. Hải quân Mỹ, Nhật và Hàn Quốc triển khai lực lượng diễn tập phòng thủ tên lửa đạn đạo nhằm đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Đợt diễn tập được tổ chức trên vùng biển quốc tế giữa Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay với sự tham gia của tàu khu trục Yugeomji-1 từ Hàn Quốc, GSS Benford của Mỹ và GGGS Antago thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Cả ba chiến hạm đều trang bị lá chắn Aegis. Hải quân Hàn Quốc cho biết thông qua cuộc diễn tập, lực lượng ba nước sẽ hoàn thiện quy trình phản ứng với kịch bản Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Các tàu chiến sẽ huấn luyện phát hiện, bắm, bắt và chia sẻ dữ liệu tác chiến, sử dụng mục tiêu giả định để mô phỏng tên lửa của Bình Nhưỡng. Đây là cơ hội nhằm củng cố hợp tác an ninh ba bên, nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên, cũng như tăng cường năng lực tác chiến và trạng thái sẵn sàng phản ứng của chúng tôi với tên lửa đạn đạo. Hạm trưởng Kim Ji-jong, chỉ huy tàu khu trục Yugeomji-1 cho hay. Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng cuộc diễn tập sẽ thúc đẩy hợp tác ba bên nhằm đối phó với các thách thức an ninh khu vực, thể hiện cam kết với trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về hoạt động này. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hồi đầu tháng cũng diễn tập hải quân chung với nội dung săn ngầm và tìm kiếm cứu hộ. Mỹ cử tàu sân bay USS Nimitz cùng tàu khu trục USS Quay-E Major và USS Decatur tham gia. Hàn Quốc triển khai các tàu khu trục Yongji-ji, Chien-chong, Dayo-sen-chong và tàu cần Song-yong. Còn Nhật Bản huy động tàu khu trục USS Umigiri. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và đồng minh đang có những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh châm lược khi đi tập đến loạt tập trận chung, nhấn mạnh những hoạt động này nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực và buộc Bình Nhưỡng xem xét đến hành động thực tế mạnh mẽ, trong đó có biện pháp quân sự. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un hôm 10 tháng 4 tham dự cuộc họp mở rộng của quân ủy Trung ương, ra lệnh tăng cường hơn nữa về khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với tốc độ ngày càng tăng và theo cách thực tế quyết liệt hơn. Triều Tiên hôm 13 tháng 4 phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwangsung 18. KCNA cho hay Hwangsung 18 là tên lửa mang động cơ nhiên liệu rắn đa tầng hiệu suất cao, trang bị công nghệ tách tầng và hệ thống điều khiển có độ tin cậy cao. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử thành công ICBM sử dụng nhiên liệu rắn sau nhiều năm phát triển công nghệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.